Đã bao giờ các em nghe đến phân số hay sử dụng phân số chưa? Ở các lớp học trước, chúng ta đã sử dụng rất nhiều số tự nhiên và số tự nhiên được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, chúng ta có hai cái bánh và chia đều cho hai bạn thì mỗi bạn sẽ được một chiếc bánh. Nhưng một lúc nào đó, ta chỉ có một chiếc bánh thôi mà lại có hai bạn. Vậy ta phải làm như thế nào? Ta sẽ phải chia đôi chiếc bánh đó thành hai phần bằng nhau và chia mỗi bạn một nửa. Vậy là chúng ta đã sử dụng phân số trong cuộc sống hàng ngày rồi đấy. Và để giúp các em hiểu nhiều về phân số, chúng ta cùng đến với bài học hôm nay. Phân số. Qua bài học hôm nay, các em cần đạt được những yêu cầu như sau. Một, hiểu khái niệm về phân số, nhận biết về phân số, tử số và mẫu số. 2. Vận dụng kiến thức để tự giải quyết các bài tập ở mức độ đơn giản. 3. Thấy được ích lợi của phân số với đời sống con người. Sau đây, chúng ta cùng đến với phần khám phá. Chúng ta đến với đại tiệc vitamin của các bạn nhỏ trái cây. Táo đã mời 5 bạn: nho, chuối, việt quất, dâu tây và cherry đến nhà để mở đại tiệc trái cây. Bạn táo còn một nửa trái dưa hấu nhưng không biết chia như thế nào để mỗi bạn đều có những phần trái cây như nhau. Em hãy giúp bạn táo nhé. Sau một hồi suy nghĩ, táo đã chia cho các bạn như sau. Các em xem táo đã chia đúng và đều cho các bạn của mình chưa nhé. Các em thấy không? Táo đã sử dụng phân số trong phần chia của mình rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng phân số của bạn táo. Một miếng dưa hấu hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau. Táo chia cho mỗi bạn một phần, như vậy là hết 5 phần. Ta nói 5 bạn, nho, chuối, việt quất, dâu tây và cherry có 5 phần 6 miếng dưa hình tròn. 5 phần 6 viết là 5 gạch ngang 6. Ta gọi 5 phần 6 là phân số. Đọc là 5 phần 6. Phân số 5 phần 6 có tử số là 5, mẫu số là 6. Vậy phân số là gì? Phân số là những phần chia ra bằng nhau của một sự vật. Hãy nhớ rằng phân số bao gồm có 2 phần là tử số và mẫu số. Phân số 5 phần 6 cho ta biết điều gì? Sáu là mẫu số. Mẫu số là số tự nhiên viết dưới gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau. 5 là tử số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Tử số cho biết 5 phần bằng nhau đã được tô màu. Chúng ta cùng đến với ví dụ tiếp theo. Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây. Hình 1. Một hình tròn chia thành 2 phần bằng nhau nên mẫu số sẽ là 2. Vì tô màu một phần nên tử số sẽ là 1.
Vậy phân số chỉ phần đã tô màu là 1 phần 2. Tương tự như thế, hình 2 là một hình vuông được chia thành 4 phần bằng nhau, nên mẫu số sẽ là 4. Vì tô màu 3 phần nên tử số sẽ là 3. Vậy phân số chỉ phần đã tô màu là 3 phần 4. Hình 3 chia thành 7 phần bằng nhau nên mẫu số sẽ là 7. Vì tô màu 4 phần nên tử số sẽ là 4. Vậy phân số chỉ phần tô màu là 4 phần 7. Viết 4 gạch ngang 7, hay nói cách khác là 4 trên 7. Qua phần khám phá vừa rồi, chúng ta cần lưu ý những nội dung sau. 1 phần 2, 5 phần 6, 3 phần 4, 4 phần 7 là những phân số. Mỗi phân số đều có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Nó cho biết số phần lấy đi hoặc còn lại của một đơn vị. Mẫu số là một số tự nhiên khác không viết dưới gạch ngang. Nó cho biết tổng số phần được chia đều bằng nhau của một đơn vị. Tiếp theo, cô mời các em đến với phần 3 của bài, đó là phần luyện tập. Bài 1 có hai phần A, B. A viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây. B, trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì? Hình 1 là hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau, mẫu số sẽ là 5. Vì tô màu 2 phần nên tử số sẽ là 2. Phân số được tạo bởi là 2 phần 5. Hình 2 là một hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau, nên mẫu số sẽ là 6. Vì tô màu 5 phần nên tử số sẽ là 5. Phân số được tạo là 5 trên 8, đọc là 5 phần 8. Hình 3 là một hình tam giác được chia thành 4 phần bằng nhau, mẫu số là 4. Vì tô màu 3 phần nên tử số sẽ là 3. Phân số là 3 phần 4. Hình 4 được chia thành 10 phần bằng nhau, mẫu số là 10. Tử số là 7 vì nó được tô màu 7 phần. Phân số được tạo là 7 phần 10. Hình 5 có 7 ngôi sao, mẫu số sẽ là 7. Vì tô màu 3 ngôi sao nên tử số sẽ là 3. Phân số ta có ở đây là 3 trên 7, đọc là 3 phần 7. Hình 6 được chia thành 6 phần bằng nhau, mẫu số là 6. Tử số là 3 vì có 3 phần được tô màu. Phân số tạo bởi là 3 phần 6, viết 3 trên 6. Vừa rồi chúng ta đã nhận dạng ra số phần bằng nhau của một hình. Dựa vào phần đã tô màu, chúng ta có thể viết được phân số và đọc được phân số theo đúng hình đã cho. Sau đây, chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Bài tập 2 sẽ giúp các em nhận diện ra tử số và mẫu số các phân số. Phân số 6 phần 11 có tử số là 6, mẫu số là 11. Tương tự như vậy, phân số 8 phần 10 có tử số là 8 và mẫu số là 10. Phân số 5 phần 12 có tử số là 5, mẫu số là 12. Tử số là 3, mẫu số là 8
Vậy phân số tạo bởi là 3 phần 8. Phân số 18 phần 25 có tử số là 18, mẫu số là 25. Tử số là 12, mẫu số là 55. Vậy phân số được tạo là 12 phần 55. Tiếp theo, chúng ta đến với bài tập số 3. Bài 3, viết các phân số. A 2 phần 5, B 11 phần 12, C 4 phần 9, D 9 phần 10, E 52 phần 84. Đối chiếu với đáp án của cô, các em kiểm tra lại bài làm của mình. Sau đây chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4 đọc các phân số sau. 5 phần 9 đọc là 5 phần 9. 8 phần 19. 3 phần 27. 19 phần 33. Và 80 phần 100. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau nhận dạng các phân số, phân biệt tử số, mẫu số của phân số đã cho, cách đọc, viết phân số. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức đó vào phần vận dụng. Trong trò chơi Cơn Mưa Trái Cây. Câu hỏi: đâu có thể coi là phân số đúng? A 1 phần 4. Quá tuyệt vời. B 5 phần 6. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. C 1 phần 2. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. D 8 phần 12. Sai mất rồi. E 1 phần 6. Quá tuyệt vời. Để xác định được phân số, em cần chú ý là các phân số được chia ra phải bằng nhau, hay nói cách khác là phải đều nhau. Nếu quan sát kỹ, các em sẽ thấy các phần trong hình A, B, C, E đều nhau, nhưng riêng hình D thì các phần chia ra không đều nhau. Do đó, 8 phần 12 không được coi là phân số đúng. Chúng ta đến với nội dung tiếp theo. Đọc phân số sau. 2 phần 5. Câu hỏi số 3. Viết phân số có tử số là 9, mẫu số là 10. Chúng ta kiểm tra đáp án. Tiếp tục chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Phân số 3 phần 27 có mẫu số là mấy? Đáp án 27 là mẫu số của phân số 3 phần 27. Mời các em đến với bài tập tiếp theo. Cô có một túi đồ chơi. Trong đó có 7 món đồ chơi như sau. Có 4 khối Rubik, một chú gấu bông và 2 chiếc ô tô. Hãy viết các phân số chỉ phần số đồ chơi có trên. Ta có các phân số như sau.
4/7, 1/7 và 2/7. Điều đó có nghĩa là 4/7 số đồ chơi của em là khối Rubik. 1/7 số đồ chơi của em là gấu bông. 2/7 số đồ chơi của em là ô tô. Mời các em đến với một bài tập cuối cùng. Bài kiểm tra trắc nghiệm có 25 câu. Em đã làm được 16 câu. Hãy viết phân số chỉ số phần em đã làm được. Em đã làm được 16 câu trong số đó. Điều đó có nghĩa là 16/25 câu em đã làm. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài học phân số. Đối chiếu với yêu cầu của tiết học, em nhận thấy mình đã đạt được những yêu cầu nào rồi? Còn yêu cầu nào em chưa đạt được, hãy xem lại video của cô để nắm vững bài hơn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.